vô được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ ra cái cống này để mà quay những em ghe thuyền đi qua cái động này cho bạn cùng xem nha. Ở phía ngoài này thì có rất là nhiều những cái phương tiện đang đợi từ hôm qua tới bữa nay thì vượt cống nghe các bạn. Đây mấy anh tàu biển nè. Đây thì cửa cống mình đang mở nha các bạn. Đang được hạ xuống đây. Thì khi nào mở hết hành trình thì qua thì nó sẽ rất là an toàn nha các bạn. Đây mấy anh tàu biển đang chạy ra nha các bạn. Mọi người chọn một vị trí an toàn để mà một lát sau cống mở xong thì mình sẽ vượt nha. Mình chúc những em có một cuộc hành trình vượt cống thành công mỹ mãn nha các bạn. Hôm nay thì mấy anh tàu này cũng khá là nhiều. Bữa nay trời âm u lắm các bạn, nhưng mà chất lượng hình ảnh nó không được đẹp cho mấy bạn xem thông cảm nha. Đây, cửa cống thì được hạ xuống rồi đây. Hôm nay thì mực nước trên là 1,2 mét nha các bạn. Tương đương với là 2 tấc nước rồi. Ngoài kia thì mình thấy khối nó lên rồi kìa. Nước trong cao hơn 1 tấc thôi. Thì ba tàu biển này sẽ là người đi vô trước đây. Cống sẽ được hạ xuống nha. Cái này mình sẽ hạ sát xuống dưới mặt đất nha các bạn, chứ không có bẻ mở ngang giống như những cái cống khác nha các bạn. Đây ai cũng chọn cho mình một cái vị trí ở đây các bạn. Bây giờ thì sẽ đợi mực nước ổn định rồi mình sẽ qua nha. Trời ơi, xa xa bên kia thì rất là nhiều luôn. Bắt đầu rồi đây các bạn ơi. Bây giờ là mấy anh tàu biển chú bán nha.